Good morning các bạn nha, khỏe các bạn thì mới thức dậy các bạn. Một buổi sáng rất là trong lành các bạn ha. Thì mấy đại ca mình đang ngồi ăn sáng ở khách sạn với Châu. Tối qua để xe ở nhà con Hoàng các bạn. Thì hôm nay anh em giờ chuẩn bị chạy với anh Hoàng lấy xe. Thì hôm nay mình sẽ quay những cái gì vui mới lại chia sẻ với các bạn nha. Chết tên là từ qua kia lắm, bảy mấy tỷ ăn. 70 mấy tỷ đem qua xài, mười mấy tỷ mua chiếc Corvette này đó. Qua đây nó còn tính tiền Việt Nam luôn, mười mấy tỷ. Còn 60 tỷ mua nhà, mua nếu mà căn nhà này nhà nó hoàn. 60 tỷ mua được. Căn này cũng chừng 30 tỷ rồi cao. Này triệu mấy á? Hả? Triệu mấy? Trời ơi, tao tính ra rồi. Mày bỏ ra đi 30 tỷ, còn 30 tỷ lấy thêm con vợ nữa. Mày đi ra đường lấy 100 tỷ nè, mua xe 30 tỷ, mua nhà 30 tỷ. Còn 30 tỷ làm gì? Cứ vợ nhỏ. Cứ vợ bé. Cứ vợ nhỏ là ở phòng nhỏ, vợ lớn ở phòng lớn đó. Đây còn gì bằng? Còn gì bằng nữa. Cái bây giờ đâu, ông muốn chạy Corvette hay là ông muốn đi bộ? Đâu qua đâu đội xe lên cho chí đồ dặn ốc thôi, đâu làm dữ vậy. Em ơi lâu đài tình ái đó, kiến trúc Pháp sẽ không có trên trần gian. Yên tĩnh các bạn ha, một buổi sáng ở thành phố Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas các bạn. Ở đây là về nổi tiếng về cái ốc này nữa. Vâng chứ ạ. Sẽ mời hàng xóm wake up neighbor của Dưới ý vừa đúng rồi. Chú Á Sen không? Đem ra ngoài lau không? Ừ. Đi ra ngoài lau. Đi ra ngoài phóng chỗ. Cái máy nằm sau mà. Nhẹ anh tới chứ. Anh Long nói thôi ông không sống Lambo đâu. Không gì đâu, sáng mà thấy khổ quá. Thấy anh em ai cũng ấy, mình cũng lao xe của mình. Thì mình nói với ổng là đây là căn nhà di động của em đó. John sẽ nghỉ hả?
Thằng đó không dẻo gì dẻo miệng, ai dẻo miệng. Đại ca thôi. Vui vui. Yeah. Mỗi lần mình đến đây là mình rất là thích ăn, khỏe quá anh, khỏe ăn hàu sống nha. Dạ anh, được gặp anh. Dạ tối qua hả? Tụi em tới qua tối qua. Dạ hạ cái đầu xuống, hạ cái đầu xuống. Nhìn nó mới đẹp. Cho nó tới chút xíu nữa, cho nó tới chút xíu nữa. Chỉ chú tới cúp vô chút, cúp vô chút, khen khen, chỉ chú cúp vô chút. Thẳng vô luôn.
gì hay gây anh nói cái câu mà anh hay nói á. Ừ. Anh qua Mỹ bằng hai bàn tay trắng, bây giờ anh tạo lên một sự nghiệp đúng không? Hai núi vàng. Ừ, còn em á qua Mỹ, em qua Mỹ hai bàn tay trắng. Em cũng giống anh, em ré em cài riết giờ trắng hai bàn tay luôn. hai bàn tay dơ. Hai bàn tay trắng. Cài riết rồi trắng hai bàn tay luôn. Đó, bữa khẩu. Em có hello, yeah, đi. Vô hôm nay đi tới thăm tiệm của anh Hiền nè. Đâu rồi ông chủ nó mất tiêu rồi ta? Đâu rồi? Anh Hiền đâu? Ê, sorry. Ô, ông chủ đâu rồi? Đây, hello. Hi, hôm nay. Gửi anh Hiền hôm nay tới tụi em tới chơi với anh Hiền mấy này tất cả các anh em ở đây là chúc anh làm ăn phát tài rồi, rồi, gặp nhiều sự may mắn trong thành công trong tương lai nha. Mình cũng đại diện cho mấy anh em phát ở đây, cảm ơn Hoàng rất nhiều ha. Dạ dạ, đã có những cái lời gọi là kim nhà đây chúc ở đây. Dạ dạ dạ, ok, cảm ơn rất là nhiều. Ok, thank you. Ok, thank you. Yeah, take chụp cái tấm hình ơi. Yes. Nói kìa, chụp hình nha. Thank you. Mình không có quà mình không nhớ tới là sorry em tới trễ chút xíu để đi mua đồ nữa. Dạ. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Ok, thank you. Khói xe hôm nay cho mấy anh em mình tới đây chơi mấy nhà hàng. Ê, nhà hàng hôm nay quá vui ha. Chúc mừng anh. Chúc mừng tất cả các anh. Chúc mừng. Dạ, yeah. Rồi Đức rồi. Ok, rồi. Ok, mấy anh em. Cái tiền á. Cái tiền. Money tree. Yeah, money tree. Cái này ngon lắm nha, fresh lắm nha. Đó, đó về fresh. Giống như ấy mà. Anh này vô tốn ngứa gì? Ai biết hên xui. You wanna have more baby? Eat more. Eat more of that. Anh xui em này. Dạ. Lên đây xuống mới vậy. Ổn lắm ạ. Ổn lắm ạ. Anh em có mấy miếng ớt cây thôi. Dạ đi. 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 Không xỉn không về nha. Không xỉn đâu vậy. Vô cái đi, vô cái đi. Vô cái đi. 1, 2, 3, vô. Vui quá, vui quá. Vô cái đi. Vô. Yeah, cho mình hấp cái coi. Hấp đi. Cỡ này nè, cỡ này. Cái nào? Cỡ này. Đâu cỡ này hả? Cỡ nào? Rồi, không bán bán nghe chứ, má miệng chứ. À. Rồi, về kiếm thêm baby nữa. Nồng mà nó đã thiệt. Nồng không? Để biết nha. Để biết nha. No, cái oyster này fresh lắm. Em ăn rồi, dạ. 1, 2, 3, vô. Vô là lạ. Ngon. Wow. Có chip ngon hả? Wow. Cái này lần đầu tiên chưa từng ăn. Nó mình khách ăn riêng mình nó. Mình thích ăn riêng mình nó à. Nó nồng đã lắm chứ. Cái gì cái em thích ăn riêng mình nó à? Cái mất xả. Ủa? Anh riêng thì kêu tôi đối cho anh em. Đúng rồi, ý em nói là học đừng ăn với bánh đó. Đúng rồi. Cái này nó đồng ăn nó đã. Ừ. Ô mẹ, uống nó bia nó kiết lên nó đã. Wow, ngon quá. Anh Duy. Nó nằm rồi đó. Trời, trời, good. Hả? Tới ủng hộ hả? Đúng không, baby? Are you seriously, baby? What's your name?
Gracias. What's your name? Gracias. Nice to meet you. What's your name? Gracias. Gracias. Here, here. Take a picture. One. Rồi, má chết tao rồi. Chết tao rồi, Malaysia. Wait, 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 wait. Thank you. Very beautiful. Can I take this out? Hả? Bảo này à. Em á, thường thường á là ra ngoài quậy quậy, những người phụ nữ khác ra ngoài quậy quậy là anh về là anh đi bộ thôi. Còn mà anh quậy cho anh chiếc Lambo kéo qua ly. Không có, có Lambo được rồi. Sợ không có Lambo. Xuống bèo le đứng ở giữa ngã tư với mẹ luôn. Quá trời là ngon chứ. Súp này súp gì á? Thái chowder. Ồ, súp Thái. Thái chowder. Thái chowder. Ăn lên. Múc ra thôi nha. Ok. Anh cho cầm ra, anh cho cầm. Súp, súp. Wow. Wow, look at this guy. It was like, I'm so hungry, forget it. I'm going to eat. Trời đông. Chào chào. Dạ. Ồ vậy hả? Lần đầu tiên hả? Ồ ồ ồ, em tên gì? Bình hả? Ồ thằng anh đã biết Bình ha. Em là coi thử thời mà du trình. Ồ hồi còn đó luôn à. Hồi 3 năm 2 năm gì trước, 3 năm gì trước. Dạ. Đi đi với ai? Đi với gia đình. Gia đình hả? Ồ, chào chào chào. Dạ. Dạ thằng anh đã biết em nha Bình. Dạ. Ăn vui vẻ ha. Dạ, dạ. Wow, vô đây là lấy đồ ăn trước rồi ha. Đang quay là đừng có há hiện ra ăn nha. Kép kép lại nha. Dạ dạ, đen. Wow. Vui quá, vui quá. À, lúc chạy lên hào hứng lắm. Bây giờ cái giờ tự nhiên ước muốn xe bus, xe giường nằm hả? Xe giường nằm mà kêu bằng xe gì trang trang quá nè. Phương Trang. Phương Trang, Phương Trang trở về Hiếu Sình ngủ. Xe đầu hoàng, xe đầu hoàng. À. Còn ở đây cũng có xe giường nằm đó, có hai con rồng. Hai đồng hai bên á. Em còn yêu đời lắm hả? Để cho đưa về nhà ngủ đã lắm anh ơi. Mệt rồi. Ờ, chứ gì hẳn nhà mệt. Ok, bây giờ xin phép tụi em về ha. À, mấy anh mấy chị ok ha, vui vẻ ha. Ok. Dạ, vợ về. Vợ đi Hiếu Sinh rồi. Vợ ông phải chạy theo. Dạ. Hero. Hero đông lắm. Coi cái mặt của nó kìa. Ok. Anh xin phép. Dạ, bye. Bye quý. Dạ. Take care. Mấy gặp sau. Ok ha. Dạ. Bye mấy chị, bye mấy chị, thank you very much, thank you, bye bye. Dạ. Anh Hiền, thank you và chúc mừng anh chị ha, làm ăn gạt phát tài nữa nha. Dạ. Dạ, 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 cảm ơn anh. Dạ. Andrew, I'll see you next time. Yes. See you, bye bye. Enjoy it safe. Thank you anh ha. Dạ, dạ, thank you very much. Dạ. Thì hôm nay
anh em có đến ghé nhà hàng của anh Hen với lại mấy anh em kia đó. Ocean Blue Oyster and Seafood, Oyster Bar and Seafood rất là ngon các bạn. Oyster ở đây thì rất là tuyệt vời các bạn ha. Ok. Mà mấy anh á là ngắm xe thôi chứ đừng có ngắm khác nha. Ngắm xe thôi. Cái bên mà mình không ngắm mình có lỗi. Không ngắm thì có lỗi với mình, mà ngắm có lỗi với vợ đúng không? Dạ. Dạ. Đàn ông mà anh. Bây giờ 10 người, 9 người ta mê xe rồi. Dạ. Mà có mê xe rồi. Máu đàn ông mà vậy từ nhỏ lớn mà. Nói chưa hết câu tiền không có rảnh. Tiền mình không có rảnh. Mình đây bỏ chỗ này chỗ kia mình không có rảnh. Nhưng mà anh nói sao em nghe vậy, nó chị chui vô mà chị chui ra không được á, không có sao. Mà ông xã chị mà chui vô mà chui ra không được, cái đó nguy hiểm á. Cái đó nguy hiểm đó. Cái đó là ông thích rồi đó. Ông chui ra không được. Ý anh nói là đi là không có về. Đó là thích quá là chui ra không được em ơi. Anh không muốn ra. Đó. Cái chlorine á nó sẽ bốc mùi nó đi hết thì nó không có bị bên cái view con cá. Còn anh mà để nó mà nó xuống quá rồi bắt đầu đổ nước vô là chlorine. Cái chất bleaching nhiều quá rồi nó bên view bên cái này. Bây giờ anh em nào mà thích cá coi á, đứa nào mà tổ chức cái bay qua tới bên đó. Có coi YouTube thì thấy gì á, thấy mà. Ai mà thích nuôi cá thì gọi anh. Ai mà muốn tìm hiểu anh thích nuôi chim thì gọi em. À, gọi anh với anh. Gọi anh. Không, gọi anh. Xài chim với gọi anh. Gọi anh Hoàng. Sao nói vậy? Gọi Hoàng. À. Muốn giàu thì chơi cá. Bắt chim với ta nói nè. Chơi giàu á thì chơi cá. Muốn khá thì chơi chim. À, thì muốn khá thì nghèo á. Thì nuôi gì? Nuôi gãy. Bye bye con. Bye con. Thì nuôi cá đó thì tốn tiền cái bồn nước rồi, lọc nước đâu. Còn nuôi chim phải tốn tiền cho nó ăn. Đó. Cái nào cũng khổ quá nè. Ông nói đừng chơi ghê. Ông nói đừng chơi là ông xúi đừng chơi để ông chơi. Ok, thì bây giờ anh em đi về nha các bạn ha. 2 tiếng rưỡi đi về Hiếu Sinh. Đó, thì bye mấy anh nha. Bye. Hẹn gặp lại sau. Dạ. Yeah. Bye. Bye. Oh my god. Come on, rồi. Ah, whoa, no. Look at that. That's rare, rồi. That's rare, rồi. Tắp vô đây. Ai mưa rồi. Chết mẹ rồi, về lao lại không sao kìa bà đó. Nó mưa thoáng qua các bạn ha. Mình biết chắc là ông Á là ông Á chạy sau mình ổng đang cười nè. Chó mày mũi chằng, chó mày mũi chằng. Thấy nào cũng kia cười à. Bó tay. Chó mày mũi chằng.
Mình lì ghê không? Mình chạy vô luôn, mình khỏi gắn cái gáy vô luôn các bạn. Má lì bà cố luôn. Nó tới nhà rồi. Về luôn. Rồi, mưa nó đi về hướng bên trái của mình rồi. Lì bà cố luôn. Cũng về tới nhà rồi các bạn ha. Còn 5 phút nữa là về tới nhà các bạn. À, cái chuyến đi chơi này thật là tuyệt vời các bạn. Thứ nhất là anh em đi chơi rất là vui vẻ, hòa đồng, mọi người đều có được tất cả niềm vui các bạn ha. Thứ gì đó là gặp một căn nhà của vợ chồng anh Hoàng rất là đẹp, rất là mừng cho anh chị đó, với lại mấy cháu. Rồi thứ hai nữa là được gặp hết tất cả anh em và đi một cái chuyến chạy rally rất là tuyệt vời các bạn ha. Không có chê chỗ nào hết. Đặc biệt nữa là xe của mình chạy rất là ok các bạn. Tất cả đều được hoàn hảo các bạn ha.